ai sẽ là người quan tâm, người chở che cho anh ngày và đêm. Từ sao anh cứ tìm kiếm xung quanh, tìm làm chi em ở ngoài đây này? Chẳng anh muốn tìm người hơn em, tìm làm chi em sẽ không để anh đi. Hạnh phúc là khi được giữ, khi được xin em trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc côn em trao cho anh từ thuở ấy. Bàn tay em đang chặt tay anh quá xa, anh không thể xa. Nhưng anh ơi, chắc em còn thể giữ nơi, và ai sẽ là người bên anh cho em biết đâu là bờ, đâu là yêu, đâu là thương, đâu là điều em rất lo. Còn riêng chờ che cho anh ngày và đêm. Sao anh cứ tìm kiếm xung quanh, tìm làm chi em ở ngày đây này? Chẳng anh muốn tìm người hơn em, tìm làm chi em sẽ không để anh đi. Hạnh phúc là khi được giữ, khi được xin em trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc côn em trao cho anh. Bàn tay em đang chặt tay em qua xưa, anh không thể rời xa. Nhưng anh ơi, chắc em cũng thể giữ nơi, và ai sẽ là người bên em cho em biết đâu là bờ, đâu là yêu, đâu là thương, đâu là điều em rất lo. Còn dẫn khi bên nhau hết chỉ là gió trời, hay là xem như cơn gió lướt qua đời nhau. Hạnh phúc là khi được giữ, khi được siết anh trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc côn em trao cho anh từ thuở ấy. Bàn tay em đang chặt tay anh, cố giữ anh không rời.